các thánh mà được giáo hội tuyên dương công khai có tên tuổi có ngài kính gọi là các thánh quý tộc nó nghe nói oai hả còn những người ông bà cha mẹ tổ tiên mình sống rất đẹp lòng chúa qua đời không ai phong thánh hết thì không lẽ không nên thánh tôi gọi đó là những thánh bình dân con bà gặp tôi nói con cũng thuộc loại thánh bình dân mà cái chữ bình nó mạnh lắm tôi hỏi sao là bình mật đó sao kỳ với thánh như thánh bình mực là mỗi ngày con bực mình nhiều lắm. Chừng nào chưa được cái tật đó mới nên thánh, là thánh bình mực, thánh bực mình, thử nghĩ đi ai cũng bực mình hết. Không có chuyện này tới chuyện khác. Trong niềm vui của toàn thể các thánh mà chúng ta mừng hôm nay và giáo hội muốn cho chúng ta thấy điểm chính của năm phụng vụ là ơn cứu độ mà nó đặt tập trung vào Chúa Giêsu qua các mầu nhiệm của Ngài. Đặc biệt đồng thời mừng lễ các thánh mà đỉnh cao là hai ngày lễ cao nhất, ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và ngày hôm nay đầu tháng 11. Để nói lên đây là thành quả của ơn cứu độ Chúa ban. Và tất cả mọi người chúng ta sẽ được với ơn Chúa giúp đạt được điều đó. Chúa ở cùng anh chị em. Đã ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo dân chúng, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống các môn đệ đến gần. Bây giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai thương xót người khác vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có tấm lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi người ta ghen ghét, bắt hại anh em và bởi vì ghét thầy thì họ vu khống cho anh em mọi điều gian ác. Anh em hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng của anh em sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời Chúa. Kính thưa cha Sơn, cha khoa và cha triển kính thưa sơ và cộng đoàn sáng nay tôi mở cái máy sau khi đi vắng một tuần thì lời nhắn của đức thánh cha vào sáng hôm nay thật thích hợp với ngày lễ hôm nay thứ nhất là đức thánh cha xin mọi người cầu nguyện cho những nạn nhân gồm những giới trẻ bị dẫm lên nhau mà chết ở Nam Triều Tiên vì cái lễ hội quái gở gọi là Halloween ý nghĩa của cái lễ đó ngày xưa là người ta cho những em những cháu nhỏ mặc đồ thật xấu thật ghê tởm chứ không phải làm quỷ đâu để rồi người ta gom những con quỷ còn lang thang đâu đó vì nó sợ những hình ảnh đó đem nhốt vào ngục hình như bây giờ người ta mặc đồ đó và mời quỷ ra khỏi quả ngục không phải tôi nói vậy để rồi nói chúa phạt cái lễ hội ở nam triều tiên tôi không bao giờ dám nói vậy hôm nay đức gia hoàng nói cuộc gặp mặt và chạm mắt trong bài tin mừng chúa nhật vừa rồi giữa gia kêu người thủ lãnh thu thuế và chúa giêsu mới cách đây hai ngày dường như tóm tắt toàn bộ lịch sử của từng thánh nhân nó hay thật tôi đọc tôi thấy nó thấm thía và nó tóm tắt lịch sử ơn cứu độ của cả nhân loại trong đó có mỗi người chúng ta nhân loại với những khốn cùng yếu hèn tội lỗi khát khao đi tìm ơn cứu độ nhưng không phải mình đi tìm mà thiên chúa với lòng thương xót ngài đi tìm trước ngài tạo cơ hội để đến với từng người để ban ơn cứu độ thật là đẹp nếu mình hiểu điều đó đây chính là lịch sử ơn cứu độ. Đó là Thiên Chúa không bao giờ từ trên cao nhìn xuống, sò tay xuống, kéo mình lên. Trong bài tin mừng vừa rồi, ông Gia Kêu ở Thế Thượng Phong, ông ở trên cây, ông nhìn xuống Chúa, còn Chúa khiêm nhường đứng dưới ngó lên. Nội cái chuyện vật lý về chỗ đứng, đã thấy tội nghiệp cho Chúa Giêsu Trong cuộc đời của mình, Chúa cũng vậy. Chúa hạ mình xuống để tìm cách cứu mình. Thiên Chúa không bao giờ từ trên cao nhìn xuống rồi xét đoán, rồi kết luận, rồi sỉ nhục và ra hình phạt. Đức Thánh Cha viết hay, trái lại, Ngài tự hạ mình đến mức độ chấp nhận quỳ xuống rửa chân cho mỗi người. Và từ bên dưới đó, dưới chân cây sung, Ngài nhìn lên ngài cho chúng ta được sống mà qua cái ông gia kêu là được phục hồi lại nhân phẩm từ nay ông này là con cái abraham người do thái mặc nhiên tước mất nhân phẩm của những người cộng tác với ngoại bang mà những người thu thuế được cho là những người bán dân hại nước cho nên họ nói đám đó không phải là con cái abraham nhưng khi ông gia kêu bằng hành động cụ thể nghe theo tiếng chúa mời tôi nói bằng hành động cụ thể ông đứng lên ông hứa sẽ làm cái gì cái gì thì lúc đó chúa mới phán một câu tôi gọi là câu phong thánh cho gia kêu ơn cứu độ ở nhà này theo ý nghĩa của tiếng do thái chữ nhà cũng có nghĩa là người và người này Chúa nói thực tế hơn là con cái Abraham. Thử lại, thử nghĩ lại đi để thấy bài đọc của tin mừng Chúa Nhật vừa rồi. Nó đẹp lắm cho hết từng người. Và tất cả những người đó đã qua đời rồi. Dù có được giáo hội phong thánh hay không, tất cả đều là thánh nhân, tức là người được ơn cứu độ. Trong bài tin mừng, trong suốt bốn quyển tin mừng, chúng ta thấy Chúa hứa ơn cứu độ cho ai? Chính Chúa Giêsu hứa. Ở đây tôi nghe ông Gia Kêu hôm Chúa Nhật vừa rồi. Và trên đồi Golgotha, Chúa nói với người bị tử hình ở bên cạnh. Có hai nhân vật giống như được phong thánh lúc còn sống, chưa chết. Thật ra thì hôm nay chúng ta tôn vinh các bậc hiền nhân đã tìm được nguồn hạnh phúc trong bài tin mừng hôm nay chọn cái đó là nguồn hạnh phúc thật đó là những vị hiển danh có nghĩa là cái tên được nêu lên để noi gương cho người khác thế hệ này đến thế hệ khác nhưng cũng có biết bao nhiêu người đã ra đi giáo hội làm sao có thể hiển danh tất cả những vị đó không ai biết đến mà theo thói quen của cựu linh mục nguyễn ngọc lan Ông ấy gọi dí dỗ mà tôi cũng bắt trước tôi gọi đó. Các thánh mà được giáo hội tuyên dương, công khai, có tên tuổi, có ngài kính, gọi là các thánh quý tộc. Nó nghe nói oài ha. Còn những người, ông bà, cha mẹ, tổ tiên mình sống rất đẹp lòng Chúa. Qua đời, không ai phong thánh hết, thì không lẽ không nên thánh. Tôi gọi đó là những thánh bình dân con bà gặp tôi nói con cũng thuộc loại thánh bình dân mà cái chữ bình nó mạnh lắm tôi hỏi sao là bình mực đó sao kỳ thánh như thánh bình mực là mỗi ngày con bực mình nhiều lắm chừng nào chừa được cái tật đó mới nên thánh là thánh bình mực thánh bực mình thử nghĩ đi ai cũng bực mình đó không có chuyện này tới chuyện khác vậy thì theo như sách khải huyền chúng ta nghĩ thế nào hả? Có phải con số dân Do Thái Được 144.000 được cứu không? Thưa không, chúc tôi trở lại Đầu lễ tôi có nói Trong trọn một năm phụng vụ Tập trung vào một mầu nhiệm duy nhất Là mầu nhiệm cứu độ Nên nhớ cái đó Điều đó có nghĩa là gì? nghĩa là Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Thưa quý ông bà, câu đó ở đâu? Ồ trời, có mấy tiến sĩ giáo lý đọc kinh tinh kính đọc hoài mà giờ ta hỏi hỏi cái chớp chớp mắt nghe quen quen kỳ ấy đọc mà không ý thức cho nên người ta gọi là đọc chứ không phải niệm cái đó là cái câu cốt lõi của mầu nhiệm cứu độ. Do vậy, trong năm phụng vụ tôi đã nói ở đầu lễ gồm có hai phần. Những phần thứ nhất gọi là những thời lễ theo vận kỳ, theo chu kỳ. Và phần thứ hai là những thánh lễ theo vận kỳ. Tôi ngắt chữ thánh và lễ để không phải nói là thánh lễ Misa. Thời lễ là những lễ theo thời gian. Còn thánh lễ là lễ mừng các thánh. Cũng có chu kỳ của nó. Thời lễ vận kỳ thì quy về Chúa Giêsu thôi Là đấng cứu độ Bắt đầu từ mầu nhiệm Giáng sinh Rồi mầu nhiệm cứu độ bằng cách Cái chết đau thương trong tuần thánh Rồi mầu nhiệm phục sinh Rồi mầu nhiệm thăng thiền, vân vân Còn thánh lễ vận kỳ Nói lên thành quả của ơn cứu độ Có nghĩa là ơn Chúa ban Bây giờ nó thành kết quả Mỗi một vị thánh được tôn vinh Hay không được tôn vinh là một bằng chứng sống động về sự thành công của ơn cứu độ Chúa ban nhân không. Cho nên trong cái phần thứ hai gọi là thánh lễ vận kỳ có hai cao điểm quý vị phải nhớ, cao điểm thứ nhất là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nó nói lên chiều cao và chiều sâu của ơn cứu độ. Còn lễ các thánh nam nữ hôm nay nó nói lên chiều ngang, chiều rộng của ơn cứu độ nghĩa là Chúa ban phát không có tiếc Chúa đi tìm từng ông gia kêu đúng vậy thưa tôi trở lại con số 144.000 mà sách khải quyền Thánh Doan nói là con cái Israel có nghĩa là dân do Thái nếu mà nói 144.000 mà công nhận là nhiều đâu có nhiều không bằng dân số của tiểu bang Tây Úc cứ mang tới Úc cũng được 2 triệu Không bằng dân số của một quận Ở Sài Gòn Chỉ đông gấp đôi số khán giả xem bóng đá Ở sân vận động thống nhất Kết quả bom nguyên tử Nổ vào tháng 8 ở Hiroshima và Nagasaki Năm 1945 Số người chết tại chỗ được ghi nhận là 144 000 là tại vì nó tan ra hết không đếm được. Vậy mà cái số người được niêm ấn, được đóng ấn trên trán không lẽ chỉ có 144.000. Mười mạch rất đặc biệt, ở đoạn khác có ghi rất rõ 12.000 thuộc chi tộc Juda, 12.000 thuộc chi tộc Ruben, 12.000 thuộc chi tộc vân 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 vân. Kỳ vậy không tin đâu. Nên nhớ con số đó trong dân Do Thái con số 12 gọi là con số đẹp, con số hên, con số hoàn hảo. Cho nên 12 nhân 12 ra 144 rồi muốn thêm mấy số không vô thì thêm. Nhưng Thách Khải Quyền nói sau đó có không biết cơ mang nào mà nói những con người thuộc mọi thành phần một đoàn lũ không biết bao nhiêu mà kể Thuộc mọi nội giống Mọi dòng họ Mọi dân tộc Mọi tiếng nói Ô cái tôi thấy đây là lối để, chìa khóa để mở Bởi vì như vậy thì tôi tin Theo tôi Có thể tôi tin Nó nhảm nhí không Là hình như Ở trên thiên đàng đồng hơn ở dưới hoàng ngục Tôi tìm cái ý đó lâu lắm rồi Mà tôi tìm thấy ở trong Tây Gia Đều Sạc có cái để chỉ đường cho tôi. Ngài cũng nói, Thiên Chúa nhân hậu và tự bi, lẽ nào Chúa thất bại? Và vì vậy, tôi tin rằng người xuống quả ngục rất hiếm. Tôi mừng lắm thưa quý ông bà. Do đó cũng đừng đem quả ngục đi hù ai hết. Các thánh đông đảo không biết cơ mang nào để nói lên nhà cha trên trời có rất nhiều chỗ ở y như lòng thương xót của cha vậy. Đẹp lắm. Sao chúng ta không nghĩ như vậy á? Cứ tưởng tượng ra. Rồi cứ nghĩ, ồ tôi đâu có ai phong thánh cho tôi. Đâu <laughs> Riêng tôi, tôi hồi trong trồng dòng La Sang tôi luôn luôn nói anh em nào mà thấy tôi thánh thiện quá sức mà tính phong thánh sau khi tôi chết thì bây giờ cái tiền phong thánh cho tôi để tôi xài trước mỗi lần phong thánh nó mất tiền lắm nào là thuê luật sư của quỷ rồi phải đi điều tra đồ này kia tốn lắm đưa tiền ấy một phần mười cũng được cho tôi xài khỏi cần phong họ họ mỉa mai tôi họ nói phạm tục quá cái việc phong thánh đâu cần chúa biết chúa biết đích thân giữa chúa với ông gia kêu ông gia kêu đi tìm chúa với tư thế tò mò và vì muốn biết Nhưng mà vì chiều cao ông khiêm tốn Ông trèo cây Cho nên ông ở trên cao nhìn xuống Chúa Ông có ngờ đâu Chúa biết tên Đi tới, đi tới dưới gốc cây nhấc lên và hỏi và kêu gia câu xuống Tối nay tôi ghé nhà ông Đẹp vô cùng Đó là hành động Chúa gặp mỗi người chúng ta đó Cũng như Chúa gặp Phaolô trên đường đi Damas Chúa gặp Sạc là Phu Cô trong những trận trận chiến lừng lẫy đem lại huy chương cho ông ở Algeria. Chúa gặp biết bao nhiêu người, Chúa âm thầm đi gặp. Cho nên, thưa quý vị, đừng bao giờ nghĩ rằng các thánh là những người có một tính khí phi thường. Tôi dùng chữ phi thường, tôi không nói bất thường. À. Là những người luôn luôn bền bỉ, là những người không bao giờ bị cám dỗ cái đó mới sai nặng nữa là những người không lùi bước trước khó khăn trở ngại là những người không biết đau khổ là gì dạy như vậy là tầm bậy thật ra các thánh vẫn là người y như mình là mình nếu con đường thánh thiện đòi hỏi những cái đức tính vẹn toàn phi thường như vậy chả ai nên thánh và nhất là tôi nhìn thấy vậy tôi nói thôi bye bye bắt chứa không được tôi biết tôi yếu hèn tôi biết tôi hứa rồi không làm tôi biết tôi thề đủ thứ biết điều tốt như thánh Phong Lô nói phải làm là không làm biết điều xấu phải tránh là cứ mon men không tránh đừng bao giờ nghĩ vậy đạo đức không tách rời chúng ta ra khỏi niềm vui bình thường của cuộc sống cho nên đừng bao giờ ghép liền hai chữ thánh thiện đi với hai chữ nghiêm khắc hay khắc khe. Tinh hoa của việc sống đạo là sống trọn vẹn từng giây phút như Phan Xavier Cô -sa Nguyễn Văn Thuận. Là đem tình thương của Chúa đến với mọi người. Mà đem tình thương là phải men niềm vui. Và tình thương kết quả của nó là sự vui trong lòng đó là cái cốt lõi cái tinh túy của tám mối phúc thật chúng ta nghe hôm nay cho nên các thánh tôi tin là những người hạnh phúc trong cuộc sống đơn sơ giản dị các thánh là những người rất sẵn lòng phục vụ không hề so đo tính toán tôi cũng tin rằng các thánh là những người hạnh phúc khi mỗi lần mở tay chia sẻ giúp người nào khác Không quản hại mồ ngôi nước mắt Và các thánh không đi gieo hận thù Sống rất thanh thản Và làm cho người ta hiểu nhau Các thánh là những người giữ được Con tim của mình Cặp mắt của mình Trong sạch giữa một đống bùn nhơ Của thế giới ngày nay Đó Chỉ như vậy thôi Đã là thánh mà như vậy là vất vả là phải chiến đấu với cái con trong người của mình tiếng việt hay thật con người coi con thú đúng đó rồi mới tới chữ người làm sao để thắng được cái cương của chữ con kéo nó để cả hai đi với chữ người mới trở thành một nhân phẩm một nhân đức chúa chúc phúc cho chừng những ai lấy việc yêu thương hay đức ái làm tiêu chuẩn của cuộc sống khởi đầu từ trong gia đình mình trước vì không có tình yêu thì vẻ bề ngoài của đạo đức là một lớp sơn giả tạo trước sau gì nó cũng trống tróc lên tôi nhớ ngày 1975 xong tháng 12 đầu tiên là tháng chạp có nhà thờ mời tôi đến vẽ cái phong cho Noel đó tức là giáng sinh năm đó trước đó tôi cũng đã từng đi vẽ phong tức là vẽ nền trời Jerusalem có lạc đà rồi này kia vậy đó trời đêm thì hồi sau đó tôi đi ra ngoài chỗ cầu kinh tôi mua sơn bạch tuyết bởi vì sơn ngoài trời thì sơn đó là tốt nhất đó nó chính hiệu sơn để mấy năm trời nắng trời mưa vẫn tốt lần đó tôi mua về tôi sơn lên mới có hai ngày chưa có mưa, chưa có gió Cha sợ nói với tôi Thầy Hồng, sao nó tróc xuống hết rồi Tôi nói con mua sơn bạch tuyết Ông cười, ông nói không đâu Ông mua nhầm sơn bạch tuột Mẹ nó tuột luôn hết rồi Thì cũng bạch với mà bạch tuột Cho nên cái lớp sơn giả Không đúng, nó sẽ tróc Và rồi Người người đời cũng nhìn thấy Huống chi tôi, tôi, tránh chữ huống họ Huống chi là Thiên Chúa thấy tận tâm can của mình. Cho nên tôi kết bằng lời nhắn của Thánh Phaolô, dù tôi có thể nói được các thứ tiếng lạ lùng, vân vân và vân vân, nhưng nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ là một thứ thùng rỗng tuyết kêu to, ghê thật. Vậy tóm lại các thánh cũng gánh vác thân phận yếu đuối mỏng giòn như mỗi người trong ông bà anh chị em. Tuy thế, họ cộng tác với Chúa. Chúa vừa gọi là họ hứa. Họ hứa có thể họ cũng trầy vi tróc vẫy để làm, nhưng ít nhất cụ thể làm. Ông Gia Kêu hứa cụ thể tôi sẽ đền bù. Rồi chuyên cần sửa đổi, nhẫn nhục thi hành tình thương trong cuộc sống của mình. Họ là những bậc cha mẹ tuận tuận tụy tận tụy vô cùng yêu thương con cái dù con cái bỏ bê bất hiếu vong ân bội nghĩa họ là những người hàng xóm hiền lành tốt bụng là những vị hảo tâm vui vẻ mở tay phục vụ và ban phát là những người cần mẫn chu toàn nhiệm vụ của mình không bao giờ lỗi hẹn Họ là những người mà người ta thường chung đụng trên đường đời, xứng đáng được ghi vào sổ nước trời. Họ là những người tứ xứ như Thánh Doan viết trong sách Khải Quyền. Nhưng họ giặt áo của họ trong máu còn chiền. Tất cả những vị Thánh đang ngồi bên chúng ta đó. Quay sang bên mặt thấy một vị Thánh, quay sang bên trái là thấy một vị Thánh. Rồi trong bụng nói khó quá tôi biết rõ cái này quá mà. Làm sao mình biết được trong tâm người ta Vậy mà nhiều khi quay qua Đó không thánh đâu Cuộc sống đơn sơ giản dị Nhất là cuộc sống của họ Đáp lại lời Chúa Giêsu kêu gọi Một cách cụ thể mỗi ngày Và sống trong một niềm hân hoan Được đi theo Chúa Tôi tin chắc là ông Gia Kêu Cái tối hôm đó ông rất vui Ông rất vui, ông mới đứng lên, ông hứa hết mọi cái. Rồi ông được phục hồi nhân phẩm, được làm con cái Abraham, có nghĩa là con cái Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống từng giây phút trọn vẹn, như Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận từng nhắc đi nhắc lại, thì chúng ta sẽ thấy thánh thiện nó gắn liền với hạnh phúc thánh thiện đi đôi với niềm vui tôi không nói khoái lạc hạnh phúc và niềm vui khác xa cái chữ tiếng việt gọi là khoái lạc và ơn cứu độ luôn luôn có trước mắt con cần ơn cứu độ và đương nhiên mỗi lần cầu nguyện con cần chúa giúp tự sức con con không thể làm được nếu chúa không từ dưới nhìn lên và nói xuống đi Tối nay tôi ở nhà ông. Cảm ơn ba cha và cực sơ và cộng đoàn. Chúc mọi người từ đây cho đến nửa đêm vẫn còn là lễ các thánh. Thật vui. Vui là vì Chúa đi tìm mình rồi. Phần mình có cộng tác cụ thể như ông Gia Kêu hay không? Sáng nay, tôi, hôm qua tôi về từ Sydney lúc đó cũng 9 giờ mấy thì tôi thấy đèn cha quản nhiệm còn cháy nhưng mà tôi nói chắc ngủ rồi nó hơi lạ nó hơi sớm một chút đi vô chuồng hơi sớm cho nên tôi cũng để yên không dám chào sáng tôi thức dậy tại nó quen cái giờ sydney hơi sớm mới ba rưỡi nó thức dậy bà nó rồi thì tôi đi qua đây tôi coi coi lại thì tôi trở về lúc sáng sáng thì cha quản nhiệm thật thê thảm mắt thì sưng húp rồi giọng khàn khàn em bị covid rồi <laughs> thiệt đúng đó. tôi thật có không có cười đâu cái tôi lấy máy ra thử tôi cũng thử ngài cũng thử để xuống cái ngày đi rửa mặt rửa diễn biết rồi một khoảng thời gian sau hai gạch rõ ràng á quản quá rồi Té ra cái gạch thứ nhì Là cái bà sơ thuận đó bà gạch lên có chịu nổi không Các thánh nó phá như vậy đấy Mà thế mới vui Chứ nếu mà cứ bình 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 rồi cầu nguyện đọc kinh đâu có vui Làm tôi cũng sót chết cha rồi Mọi thứ đều phải lockdown Phải cách ly ông cái đã Mà hóa ra tôi nhìn lại cái vạch nó rung rung nó lem Như bà đó Bà tìm đâu được cái bút đỏ mà permanent. Lần sau là ai thử Covid đừng có để bà đứng gần. Ấy. Bà gạch luôn ba vạch. Đấy. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đứng thánh. Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ của Chúa. Chúng con xin chúc tụng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thánh hóa mỗi người chúng con để sau khi được thần lương này dưỡng nuôi chúng con trên đường lữ thứ trần gian được vững bàn bước về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con Amen từ lời yêu Chúa cho con vào đời Chúa con ơi. Bàn tay Chúa nhẹ chạm đến lòng con Chờ tình giấc mơ đắm bao lệ nhòa Vì con đã bỏ quên Chúa mất rồi Chúa ơi xin tha thứ đời con nhẹ nhàng con bước đến với ngài con mang theo bao ưu phiền lắng lo chúa ơi xin cho con ở lại ở với chúa trọn cả hôm nay những phút giây con ngồi bên chúa là khoảng lặng đẹp nhất cuộc đời dù ngoài kia sóng gió quá mít mù thì lòng con luôn vẫn bình an, hãy để con ở lại nhé Chúa ơi, bên bờ vai Giêsu đầy yêu thương, kẻ du con trong giấc mơ nhẹ nhàng, thật ấm áp bên vòng tay Chúa ôm con. Những phút giây con ngồi bên Chúa.